Thằng nào ăn trộm váy của tao? Thằng nào? Thằng nào ăn trộm váy của tao? Thằng nào ăn trộm váy? Này này, mày quên rồi. Các bạn ơi, Phong Tôm xin chào các bạn nhá. Đã rất lâu rồi, cũng được khoảng 1 tháng rồi Phong Tôm không xuất hiện trên màn hình TV, cũng như là không ra video được cho các bạn xem. Bởi vì Phong Tôm đi du lịch ở bên Tây, bên Bán ấy. Nên là hôm nay mới bắt đầu làm video để cho các bạn xem. Bây giờ Phong Tôm đang đến nhà ông hacker mặt vàng đây này. Xem ông hacker mặt vàng có nhà không. Ui, một thời gian không tới mà vải đã chín rồi các bạn ạ. Mời các bạn đi theo mình nhá. Các bạn ơi, vải chín rồi. Vải ngon các bạn. Không nhận là vải nhà ông hách cô chú ngon thật đấy. Có trộm ăn vải. Ăn trộm vải các bạn ạ. Mình phải đi dình mới được. Thằng nào ăn trộm váy của tao? Thằng nào? Thằng nào ăn trộm váy của tao? Thằng nào ăn trộm váy? Này này, mày quên rồi. Váy con cho mày. Váy con cho mày. Váy con nhặt lại. Mày cho tao. Mày có Phong Tôm. Phong Tôm này. Mày đứng lại. Mày nhìn ra tao chưa? Mày nhìn ra mày. Mày, tôi nhìn thấy ông rồi. Mày nói ai là trộm? Không phải. Mày đi đâu? Ông bình tĩnh để tôi nói đã. Ông bỏ ra. Ông con mình một tháng nay không gặp nhau, sao ông gắt thế? Mày nhìn lại mày tao đẹp trai chưa? Tôi thấy ông dạo này có vẻ là giảm cân rồi đấy. Đưa cái mũ gu xì của tao đây. Tao vừa mới đi hút mỡ bụng mà. Ôi, mày ra đây có việc gì? Sao dạo này ông đi đâu đấy? Đi tập thể hình. Có người là đẹp để lấy vợ. Bảo sao một tháng nay tôi đi Tây mà không thấy ông liên lạc gì với tôi cả. Mày đi Tây hay tao đi Tây? Tôi đi mà. Bục và bục phép. Đi đây. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Ông ấy cơ mặt vàng. Các bạn gì? Các bạn ơi, ông ấy cơ mặt vàng. Không hiểu sao dạo này ông ấy gầy quay này. Có khả năng dạo này có người yêu rồi. Ông ơi, ông bình tĩnh để tôi phân tích. Phân tích cái gì? Vừa nãy tôi ra đây, xong rồi tôi đi ra cái cây vải ở ngoài đấy này. Xong tôi nhìn mày ra. Mày ăn quả nào không? Quá, tôi ăn hai quả rồi. Ăn hai quả? Vâng. Mày chết. Tao mới phun thuốc sâu. Ui ui. Mày đau bụng. Mày sẽ phải đi rửa ruột. Ông lừa tôi. Lừa gì? Bây giờ một là mày gọi mẹ mày lên đây xin lỗi tao. Hai là tôi đưa mày lên công an vì tội ăn trộm. Thôi ông ơi, tôi không lên công an đâu. Không lên công an. Thế có chịu gọi mẹ này mang 1 triệu này trả tao? Thôi ông ơi, không chơi đâu. Tóm lại là tôi thử vãi rồi. Có thuốc sâu ấy. Tôi chết thì ông không chết nên ông phải luôn. Mày sẽ bị đau bộ. Mà sao tôi đến nhà ông chẳng mời ông nước gì. Mời gì? Nhà này không có nước à? Lóng quang ạ. Bóng ách cơ chú ơi. Thế dạo này ở nhà ông làm gì? Tao mới đi đặt một chút mặt nạ. Chắc mới nữa lại phải làm phim cho các bạn xem. Mặt nạ gì không? Mặt nạ hacker. Tao đặt 500 triệu tiền mặt nạ. Thế sao ông bóng sản xuất được mặt nạ mà ông lại phải đi đặt mua? Tao đặt cái máy để phải sản xuất đấy. À, bây giờ Covid mày biết vì Corona virus không? À, dịch Covid không? Dịch bệnh nhiều quá, nguyên liệu về không đủ. Bây giờ người ta mình phải đặt hàng ở chỗ khác, chỗ cũ không lấy được. Tao vụ vừa rồi suýt nữa thì phá sản đấy. Thế không? Bây giờ chưa biết phải làm như nào. Mày về
mấy nữa ông cho mày mặt nạ, xong mày kêu gọi mọi người lại xem kênh không? Vâng, nhưng mà bây giờ kêu gọi mọi người khó lắm không ạ? Khó gì? Các fan bây giờ hình như không hâm mộ mày. Cứ đăng ký kênh là tặng, cứ xem là tặng, không nói nhiều. Tặng mặt nạ hay cơ luôn? Tặng luôn. Biết chưa? Tặng mỗi người một cái không? Hai cái. Vâng. Yeah. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn thấy thiếu, ông biết thiếu gì không? Hay là tặng cho mỗi người một cái mặt nạ, à hai cái mặt nạ cộng với hai quả vải. Không, tôi nghĩ rồi, ông tặng như thế là cũng hợp lý. Nhưng mà bây giờ tôi đang nghĩ về ông hacker thiên sứ. Không biết lâu rồi ông có liên hệ với hacker thiên sứ không? Ông đấy mất tích rồi, không biết năn ở đâu nữa. Ông ơi, ông phải đi tìm ngay ông mới về. Nếu mà không có hacker thiên sứ ấy, là bang hacker của chúng ta mất ấy. Mày đi mà tìm, tao biết tìm ở đâu. À, quên mất, thằng hacker mở rộng đâu hả ông? Kinh tế khó khăn, phải đi bốc vải cho người ta. Toàn làm tới 11, 12 giờ đêm mới được về. Thế thì khổ thân hacker mở rộng nhỉ ông nhỉ? Không được rồi ông ạ, quá khả năng. Tôi phải đi tìm ông hacker thiên sứ về giải cứu bằng hacker thôi. Chứ mà ông mà cứ tình hình như này chẳng mấy mà hacker đi đời không ạ? Dạo này không biết phải làm gì. Tao cũng muốn cho nó đi làm đâu, nhưng mà nó ăn tham. Ông ơi, mai ông bảo ông hacker một giọng là về, không cần phải đi bốc vác nữa đâu. Không đi bốc vác thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi. Chúng ta còn có nhiều kiểu kiếm tiền khác, không cần phải làm ăn tay chân, mà làm ăn bằng đầu óc. Làm gì bằng đầu óc bây giờ? Trời thì nắng chang chang thế này, đất thì nó cứng, cạp còn khó đấy. Phải đợi trời mưa cho đất nó mềm ra thì cạp nó mới dễ nuốt. Thôi ông ơi, tôi nghe tình hình này có khả năng là hơi vất vả, nghe chán lắm ông ạ. Hôm nay tôi đến đây thăm ông, mới hỏi thăm sức khỏe ông một tí thôi, xong là tôi lại đi về. Về đi. Còn vụ phát mặt nạ tôi sẽ nói với các bạn sau. Thì nói luôn với các bạn là ta phát mặt nạ để cho mọi người tiếp tục vào xem đi. Các bạn ơi, hôm nay Phong Tôm đã quay trở lại cùng với hacker mặt vàng rồi. Còn hacker thiên sứ thì có lẽ chắc đang ở trên thiên đình. Nhưng mà Phong Tôm muốn nói với các bạn rằng ngày hôm nay hacker mặt vàng cùng với Phong Tôm cũng như là hacker thiên sứ đã quay trở lại rồi, và các bạn chuẩn bị nhận mặt nạ hacker nhá. Bây giờ thời tiết có lẽ nóng quá rồi, mình đi về đây. Xin chào các bạn nhá. Chào mọi người nhá. Vâng, chào hacker mặt vàng luôn. Tôi đi về đây. Về đi.